Kính chào quý vị khán giả, 16h40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 chính là khung giờ phát sóng quen thuộc của Chuyện Cảnh Giác. Chương trình mang đến những tình huống tái hiện dựa trên sự việc có thật về những chiêu trò lừa đảo, thủ đoạn trộm cướp tài sản. Và thưa quý vị, nhận thế chấp tài sản từ người khác để cho vay tiền, cụ thể đó chính là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tưởng chừng như nắm trong tay một vụ làm ăn khá chắc chắn. Thế nhưng, sau cùng thì ông Quang đã phải nhận cái kết đắng vì tin nhầm người. Và đây cũng là một trong những thủ đoạn khá tinh vi mà những kẻ gian thường sử dụng hòng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Bữa đó tôi đi đám ở nhà người quen, tôi thấy trong người mệt nên tôi mới xin mọi người cho tôi về sớm. Thì trong lúc tôi trên đường về thì có một cậu thanh niên chạy theo tôi. Chú, xe nào vậy chú? Xe này, xe của chú, để chú dắt cho. Để con dắt cho, ở đây kẻ cứng ngắc à. Cảm ơn con nha. Dạ. Con là bạn của Minh đúng không? Dạ. Ủa sao về sớm vậy chú? Ở chỗ còn ca tài tử rồi nữa. Chú về nhà có việc mà. Thôi dạ. Chú về trước nha. Nhà chú ở gần đây không? Nhà chú cũng ở gần đây, đi khoảng 10 phút là tới à. Dạ. Chú. Có chuyện con? Dạ, thú thật với chú, con là bạn của mình, cũng làm nghề mua bán đất. Con đi kiếm đất cái con mua, xong cái con bán lại con kiếm lời. Dạ, mà hồi nãy hình như ở chổng con nghe chú là chú làm tiệm cầm đồ đúng không chú? Trời ơi, chú đâu có kinh doanh cầm đồ gì đâu. Là chẳng qua thằng Minh nó cần một số tiền để nó kinh doanh, nó làm gì chú không biết. Rồi nó mới lấy giấy tờ nhà đất của nó qua, nó thế chấp cho chú làm tin. Rồi chú cho nó mượn số tiền đó, rồi mai sau nó làm ăn nó lời nhiều lắm đó. Rồi nó trả chú cả vốn mà cả lời luôn, chỉ vậy thôi à. Dạ. Thôi mấy giờ chú về trước nha. Tại vì con á là làm kinh doanh đất mà con cũng mới vô nghề. Cái con đi kiếm mấy miếng đất nhỏ nhỏ thì con còn gồng gánh được. Còn mấy miếng đất lớn quá thì con không có vốn, nên là con phải cần hùng hợp với mấy anh em. Nhà dạ. Con ở đâu lận? Con ở dưới thị xã nè. Con nhiêu tuổi rồi, vợ con sao? Dạ con 35 tuổi rồi. Vợ con thì ở nhà, mới sanh em bé được 2 tháng. Giờ mọi chuyện trong ngoài kinh tế đồ mình con gánh hết, cũng đuối quá chú ơi. Con còn trẻ biết làm ăn rồi lo cho vợ con vậy là quá hay rồi. Con với lại Minh nó quen sao vậy? Chú định hỏi đó. Con với Minh thì bạn thân từ học cấp 2 tới giờ luôn á chú. Dạ. Thì là quen cũng lâu rồi ha. Dạ rồi cái lớn lên rồi cái làm chung nghề luôn. Thôi mấy con lại chơi với nó nha. Chú về trước nha. Chú hôm nào có xuống thị xã á. Chú đi ngang ủy ban nhà con đối diện đó. Có gì chú ghé chơi ha. Chú nói toàn ai cũng biết hết. Vậy hả? Thôi vậy dạ. Chú đi nha. Chú. Sao nữa con? Chú cho con xin số điện thoại đi. Rảnh là chú cháu mình cà phê. Vậy thôi. Thôi con đọc số đi để chú nhá máy qua. Dạ. Rồi con đọc đi. Dạ số con là 0937 0937 876 87. Dạ toàn. Rồi. Rồi để chú lục sau. Giờ dạ, chú nhá dạ. Con nè. Rồi con thấy qua chưa? Dạ qua rồi nè chú. Đó đó, cái số đó của chú á. Rồi. Có cần gì gọi đó. Rồi dạ để con lưu chú Quang ha. Rồi chú Quang. Dạ. Đây là Toàn đúng không? Dạ. Rồi. Thôi, chú về cẩn thận nha chú. Rồi chú về. Dạ. Vậy con nha. Dạ dạ. Alo, Toàn dạ. Hả Toàn? Dạ, chú Quang nhớ con không? Nhớ chứ, chú có lưu tên con ở đây mà. Dạ. Con gọi chú có chuyện gì vậy? Chuyện là hôm trước con có nói chuyện mà con làm ăn mua bán đất đó chú. Con đầu tư mua đi bán lại kiếm lời. Mà đợt này có người giới thiệu cho con hai lô đất kép nằm sát bên nhau.
mà đất nằm ở mặt tiền đẹp lắm chú. Thấy đầu tư là ngon á, kiếm lời là đầu ra là con thấy ok lắm. Mà giờ thiệt tình là con bị hụt vốn. Tại nó là lô đất kép, chứ phải nó có một lô đất duy nhất á, thì một mình con gánh cũng nổi. Mà nhìn cái miếng đất, cái địa hình, địa lý nó đẹp lắm chú. Giờ không mua nhanh á thì người ta lấy mất. Hễ ra ngân hàng thế chấp giấy tờ, dây vốn đồ nữa thì nó tốn thời gian, lúc đó người khác đã hất cho trên mình rồi. Mà kẹt cái giờ nó thiệt tình, tính đi tính lại không có đường nào ổn hết, nên con mới gọi cho chú. Con mời chú hùng hạp với con, rồi mình ra đất xong rồi lời mình chia. Rồi vậy con định cần chú Hùng là với số tiền bao nhiêu lận? Dạ khoảng 300 triệu á chú. 300 triệu à? Thôi vậy đi, chiều nay con coi sắp xếp, rảnh là ghé qua chú rồi bàn tiếp ha. Chú nhắn cho con cái địa chỉ nha. Dạ. Nhớ là cầm theo giấy tờ gì đầy đủ cho chú xem nha. Tôi cũng thiệt không có rành lắm mấy cái chuyện mua bán đất đai, nhưng mà cái cậu thanh niên này á, cậu nói là đầu tư xin lời, tôi nghe thấy cũng ham, nên tôi hẹn cậu ta ra ngoài gặp mặt để nói chuyện thử coi ra sao. Thôi tụi con chơi. Rồi, hai vợ chồng con ngồi bển đi. Dạ. Nhà của chú rộng rãi đẹp quá. Chú mới xây hôm Tết á. Dạ, em tháo cặp ra đi, ngồi cho thoải mái. Dạ dạ. Uống đi được không? Dạ cảm ơn chú. Cũng như là những gì mà con đã trao đổi với chú ở trong điện thoại rồi, thì hiện tại con đang muốn mua hai cái miếng đất, nó đang liền kề với nhau. Dạ. Con đang thiếu 300 triệu. Dạ. Chú Hùng với con, rồi có gì chú cháu mình chia lời với nhau. Đây. Dạ, đây nè chú. Này bản đồ miếng đất nè, hai miếng nè chú thấy không? Nằm sát bên nhau luôn. Đẹp lắm. Dạ, còn đây là cái giấy tờ nhà đất của con. Dạ, sổ hộ khẩu. Dạ, giấy tờ được. Kết hôn. À, dạ, giấy kết hôn. Dạ. Em bỏ cặp con đây đi. Uống nước đi. Mệt không em? Hồi hám quá trời quá đất. Tôi để ý, tôi thấy cái cậu thanh niên này nha, được cái rất thương vợ. Mà nhìn kỹ cậu ta đó cũng hiền lành lắm. Ba cái giấy tờ sổ đỏ này kia nọ ha, các thứ rất đầy đủ, rõ ràng, đưa cho tôi xem. Nhưng mà tôi suy đi tính lại thì tôi cũng chưa dám đầu tư đất trong lúc này, thì tôi sợ khó bán ra, nên tôi tìm cách từ chối. Thì lúc này cậu thanh niên đó mới nói là có một cái đề xuất khác cho tôi. Chắc phải để chú suy nghĩ lại con. Trời ơi, chú suy nghĩ lại, ngày mai cái người ta mua miếng đất đó rồi, trời ơi uổng lắm chú. Phải chia một miếng đất thì hai vợ chồng con cam nổi, mà giờ hai miếng nó liền với nhau luôn. Đấy, bởi vì mình làm ăn mà có gan mình mới làm giàu được chú, cơ hội tới mình phải biết nắm bắt chứ. Giờ đâu có để cái đó người ta lấy vuột mắt thì nó uổng quá. Nên là con thấy chú cũng là dân làm ăn, nên là có cái chỗ này kiếm được ra tiền lời, nên con mới mời chú. Thiệt tình là bây giờ hai chồng con xây được 2 tỷ 7 rồi, giờ còn có thiếu có mấy trăm triệu nữa. Thấy ông Quang đắn đo trước lời đề nghị hùng hạp mua đất, tên Toàn lập tức thay đổi kế hoạch. Hãy xem hắn ta đã lừa nạn nhân vào bẫy như thế nào nhé. Hôm trước con có nghe chú nói là chú cho thằng Minh vay tiền để nó ra cái miếng đất của nó, rồi nó làm ăn phát đạt luôn. Không ấy bây giờ chú cho con vay đi, rồi con mà ra được miếng đất xong rồi con trả lại cho chú, thì tiền lời mà chú lấy thằng Minh sao rồi chú lấy con vậy nha chú. Thú thật với chú là cái miếng đất này nè, là cái ngôi nhà của con là mặt tiền là 12m ở dưới thị xã. Hôm trước con nói với chú rồi đó, thì ba mẹ con bây giờ cho con đứng tên rồi. Giờ nếu mà chú không tin thì chú cứ giữ hết cái giấy tờ này đi, rồi khi nào mà con mua miếng đất đó về xong con bán con ra, rồi xong con lại con chuộc lại, chú thấy làm sao? Chứ trời ơi, miếng đất mà của cha mẹ để lại mà sang tên cho con nữa, con đâu có tin tưởng ở ngoài đâu chú.
Bởi vì con thấy chú cũng là dân làm ăn, nên là thấy được cái này thấy có lợi cả hai, nên là con tìm đến chú. Chứ giờ chú không chịu hùng với con, chú để tiền trong nhà thì nó cũng đâu có sinh ra lời đâu. Thì không mấy giờ chú cho vợ chồng con dây, rồi bán ra có lời, rồi lãi nhiêu hai chồng con cũng chịu trả hết. Khi mà tôi nghe thấy cái căn nhà mà cậu ta định thế chấp có giá trị cao như vậy á, tôi bắt đầu cân nhắc nha. Nếu mà tôi cho vay tiền á, mà cậu ta trả đủ cả gốc lẫn lời á, thì tôi cũng lời hơi khá đó. Còn nếu mà đặt trường hợp cậu ta trả tiền không nổi thì tôi xiết căn nhà đó thôi. Nhưng dở là một cái là lúc đó tôi lại không gọi xác minh với cái thằng cháu tôi tên Minh mà tôi từng làm ăn. Nếu tôi gọi cho thằng Minh trước á, thì có lẽ chiêu lừa của hắn đã không thể nào chót lọt được rồi. Trước đây chú có cho Minh ở vay thì mỗi tháng nó trả cho chú 3% tiền lãi. Thì bây giờ chú cũng tính con là 3% tiền lãi, con có chịu không? Sao em? Cao quá. Không sao đâu chú. Dạ được được, chuyện nhỏ. Mình sao con cứ vậy đi, mình chú cháu trong nhà mà. Dạ. Rồi bây giờ đó thì những giấy tờ này á, chú đã kiểm tra rồi, chú thấy là đúng là nó hợp thức hết á. Giờ cái bước thứ hai đó, để cho khỏi rắc rối sau này, thì chú sẽ làm hợp đồng vay giữa chú và vợ chồng con ký kết và điềm chỉ vô ha. Dạ đúng rồi, mình làm ăn nào phải ra cái nấy chứ, phải giấy tờ đàng hoàng vậy về sau cho khỏi phải mít lòng. Có thể thấy hai kẻ lừa đảo đã diễn màn kịch vợ chồng vô cùng ăn ý với các loại giấy tờ chuẩn bị sẵn từ trước như sổ hộ khẩu, căn cước công dân, giấy đăng ký kết hôn và cả giấy tờ mua nhà mặt tiền dùng để thế chấp. Tên Toàn đã khiến ông Quang tin tưởng không chút nghi ngờ mà quyết định cho vay tiền. Rồi, giờ đây, tụi con coi kỹ đi cái hợp đồng vay đó. Những cái gì thông tin thiếu á thì tụi con điền vô giúp chú ha. Dạ. Rồi hai vợ chồng con cùng ký vô cái hợp đồng vay tiền đó, rồi điềm chỉ vô cho chú ha. Dạ dạ dạ. Họ tên gì đó, con cần lấy chứng minh nhân dân ghi vô không? Đây nè, ghi vô đi. Dạ. Chứng minh nhân dân vợ con đâu, ghi vô luôn. Dạ. Dạ. Em lấy luôn anh. Có lưu điện thoại không? Đọc cho nó nghe. Thôi, đưa cho vợ ký luôn. Dạ. Hai bản, ông ký hai bản luôn. Dạ. Bên này dưới luôn. Rồi. Rồi, vậy là chú cháu chồng, mình à. Vợ chồng con giữ bản ha. Rồi giờ cho chú cái số tài khoản đi, rồi chú chuyển tiền cho con. Dạ, dạ, dạ. Cho tới khi hoàn thành xong hết cái hợp đồng rồi á, chuyển khoản tiền xong, tôi vẫn thấy cặp vợ chồng này cũng rất bình thường, nên là cũng không nghi ngờ gì cả. À, con cảm ơn chú nha chú. Giờ cũng tối rồi, trễ rồi, hai vợ chồng con còn phải đi ra ngoài chợ mua tả, mua sữa. Con xin phép chú nha chú. Thôi vợ chồng tụi con về đi ha. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, nhớ vậy nha. Dạ dạ. Khi làm ăn có lời là trả lại cho chú hoàn vốn nha. Dạ dạ, con cảm ơn chú nhiều. Dạ chú ơi. Này, hơn tháng rồi mà sao nó cũng chưa chuyển tiền lời cho mình vậy ta? Gọi nó thử coi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao không được? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao kỳ vậy? Sao gọi nó không được ta? À. Gọi, gọi Minh coi thế nào. À, con nghe nè chú. À, Minh hả con? Dạ. À, con khỏe không? Dạ, con khỏe chú. À, con cho chú hỏi thăm cái. À, con có biết Toàn bạn con đi đâu không mà sao chú liên lạc nó không được vậy con? Thôi chú hỏi Toàn nào, bạn con có nào tên Toàn đâu. Thằng
Toàn hôm bữa chú qua nhà con dự tiệc đó, nó đứng kế bên con mặc áo màu xanh lá cây đậm đậm đó, bông bông đó, nó đứng rồi nó nâng ly rồi con cũng đứng kế bên nó chụp hình đó con quên hả? Chú ơi, chú có nhầm ai không chứ con làm gì có một bạn nào tên Toàn đâu. Chú nhớ kỹ lại coi. Trời ơi, chú đã nói rồi hôm bữa con nhớ không, cái thằng mặc áo xanh lá cây bông bông đó đứng rồi xong nó cụng ly với con rồi hai đứa cười nhau rồi kia nọ đó. Con ráng nhớ giùm chú coi. À, trong cái đám mà nhà con hôm bữa đó hả? Ừ. À rồi rồi, con nhớ rồi. Nó đâu phải bạn của con đâu. Thằng đó là nó nhân viên tiếp thị sản phẩm gì đó. Bữa đó nó ghé vô chào hàng mấy cái đồ gia dụng cho vợ con nè. Xong rồi lúc đi ra ngang bàn nhậu người của mình nên nó mời bạn mình uống mấy ly thôi chú. Chứ con đâu có biết nó là ai đâu. Bữa đó con nhớ là nó có mời chú mà chú mệt trong người nên là chú từ chối hay sao á. Đúng không chú? Vậy là nó không phải là bạn thân của con nữa hả? Không phải bạn học luôn nữa hả? Dạ đâu, không phải bạn bè gì đâu chú ơi. Nó chết rồi. Vậy sao nó biết là con vay tiền của chú? Dạ, bữa đó đó, bữa mà nhà con tổ chức tiệc đó, con có nói với vợ con là bữa nay là có chú Quang tới. Vợ con mới hỏi là chú Quang nào. Thì con nói là chú Quang mà cho con mượn tiền trốn làm ăn đó. À, nhờ chú gia đình mình mới phát lên. Thì nó đứng gần đó nó nghe đó chú, chứ sao con biết được. Chết rồi. Thôi, vậy nó lừa chú rồi. Là sao nó gạt gì chú? Trời, vậy là sao trời, con không biết gì hết trơn luôn á. Thôi được rồi. Vậy thôi nha con, cảm ơn con nhiều nha. À, dạ, có gì chú gọi báo lại cho con hay nha chú. Rồi. Lúc đó tôi rất bàng hoàng nha. Tôi mới lật đật cầm cái sắp giấy tờ lên công an phường trình báo cái mọi sự việc. Thì quả nhiên là không ngoài dự đoán của tôi tính. Toàn bộ giấy tờ mà hắn đưa cho tôi đó, toàn bộ là giấy tờ giả mạo hết á. Về phía công an đó, họ cũng xác nhận là không hề có ai tên là Toàn, nhà đối diện Ủy ban Nhân dân cả. Tất cả những thông tin mà giấy tờ của hắn đưa cho tôi xem đó, là tất cả đều là giả, kể cả giấy kết hôn cũng là giả luôn. Thì ra từ lúc hắn ta gặp tôi trong cái bữa tiệc ha, tìm cách tiếp cận tôi, rồi xin được thế chấp nhà, vay tiền, thậm chí còn dẫn theo cả một người phụ nữ nào đó giả làm là vợ. Toàn bộ những chi tiết này đều là thủ đoạn hòng khiến tôi tin tưởng và đưa tiền cho hắn. Và để xác định là tôi bị lừa mất mấy trăm triệu rồi, chỉ vì sự chủ quan của tôi, cả tin của tôi. Giờ chỉ biết trông chờ bên công an họ có thể điều tra ra cái tên lừa đảo này thông qua cái số tài khoản mà tôi đã chuyển tiền cho hắn. Khi cho người khác vay mượn tiền, trước hết cần nắm rõ thông tin về người vay mượn, thậm chí là cả việc họ dùng số tiền vào mục đích gì, khả năng chi trả ra sao, những mối quan hệ thân thiết của họ gồm những ai. Bên cạnh đó, toàn bộ giấy tờ tài sản thế chấp cũng như hợp đồng vay mượn đều phải được xác minh bởi văn phòng công chứng hoặc đơn vị có thẩm quyền. Không vì bất cứ một sự tin tưởng nào mà không kiểm chứng giấy tờ, cẩn thận không bao giờ là thừa thưa quý vị. Ngoài ra, người cho vay cũng cần lưu ý áp dụng mức lãi suất đúng với quy định của pháp luật. Thời lượng dành cho Chuyện Cảnh Giác đến đây là hết và xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tuần sau cũng vào lúc 16:40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Chúng tôi rất mong chờ nhận được những chia sẻ từ chính quý vị khán giả về câu chuyện mà quý vị đã từng là nạn nhân. Mọi đóng góp, ý kiến xin gửi về địa chỉ email truyệncanhgiacvn@gmail.com. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.